Hello, Bộ đi Vui xin thân ái. chào các bạn. Hôm nay mình sẽ nói về ngành à, mình học ngành cơ điện xe hơi, cơ điện sửa chữa xe hơi nha các bạn, là kỹ thuật xe hơi đó. Mình qua mình sẽ học uh, ngành này là có trong cái chương trình khuyến khích người Việt Nam mình qua học tại Đức ha, Đức sẽ tài trợ cho các bạn trong quá trình học. Thì uh, bởi vì mình chỉ có 30 phút thôi, cho mình tranh thủ nó nha, mình dịch cái này nó kéo dài tới uh, 6 7 trang, 8 trang các bạn. Thì mình phải tranh thủ mình vào đề luôn ha. À, chúng ta bắt đầu uh, tới giờ học nha. Đó, chuông kêu vào học rồi. Thì uh, các bạn như thường lệ ha, mở hai video nha, video của mình dịch với lại video gốc ha, mình để cái đường link ở dưới. Rồi vô thì người ta nói là vẫn ốc nè thay dầu máy nè à, vẫn còn là công việc của cơ điện xe hơi à, thì mình vẫn phải là dùng thủ công ha vẫn còn nhưng mà bây giờ người ta nói là nhưng mà giờ thì à, học cái ngành này á sẽ được học nhiều hơn với kỹ thuật của uh, đi kitta tức là của uh, kỹ thuật vi tính á học viên sửa máy móc bộ phận à, phần kỹ thuật Thai phụ tùng Vì những công việc này à, về Những công việc này là thường xuyên à Những công việc này là những công việc à, Thường xuyên Trên một chiếc xe chuyên dụng Đó. À, Thường xuyên cơ động Nếu là bây giờ người ta ở bên Đức nó có như thế này các bạn, ở bên Đức là sẽ có những uh, uh, xe sửa chữa mà người ta có sẵn hết đồ, người ta chất hên, người ta trang bị hết trên một chiếc xe hơi đó Thì chiếc xe đó sẽ, ví dụ bạn bị hỏng hóc ở trên đường uh, cao tốc hay ở đâu đó thì người ta chạy tới luôn, người ta sửa tại chỗ luôn Đó, nếu mà loại sửa nhỏ nhỏ, ta sửa liền tại chỗ luôn À, không cần phải vô xưởng sửa, sửa chữa ha à, sửa lớn thì vô xưởng đó thì ở bên đức nó có cái chuyện đó để mà khắc phục sự cố xong mình chạy tiếp chẳng hạn như là cái bình ác quy của bạn nó yếu quá rồi có lần mình chạy xe trên đường cao tốc các bạn là cái máy nạp điện nó hư nên là xe nó không có còn điện nữa là không nạp vô bugi nữa rồi đèn bữa đó mình chạy ban đêm nữa mưa nữa đèn nó tắt hết điện rồi là xe tự động tắt máy luôn đó là mình gọi cấp cứu thì họ tới là họ họ thay luôn cho mình luôn đó, thay tại chỗ luôn đó. may là họ nói là cái đồ phụ tùng của họ nó có sẵn nó vừa với cái xe của mình ha còn không thì họ nói là họ phải kéo vào một xưởng sửa chữa ở gần đó và mình nói tiếp việc học nè bây giờ chúng ta thấy một bạn trẻ là bạn này tên là mai già 8 giờ xạ 8 giờ sáng bạn đã bắt đầu giờ học ở một xưởng sửa chữa xe với một dụng cụ sử dụng kỹ thuật là laser khách hàng muốn kiểm tra lại cái hệ thống lùi của họ nó hệ thống báo lùi của họ nó khách hàng muốn kiểm tra là trục bánh xe trước thì bánh xe sau đó, có thẳng hàng hay không Chỉ với hai tay bạn ấy đẩy được chiếc xe 1,5 tấn di chuyển dễ dàng. <laughs> Nhờ kỹ thuật hỗ trợ hết các bạn ha. Bạn nói là nguyên lý khách hàng nói xe họ xe họ có vấn đề có tiếng kêu lạ tiếng kêu tiếng kêu slack la slack két hay gì đó nên là họ thấy là xe họ nó có vấn đề họ mới đến họ thấy vấn đề bất thường họ muốn đến kiểm tra nhanh coi là uh, có hiện tượng gì không rồi uh, tay lái có thẳng có có thẳng hay không có phải chỉnh lại không để họ hài lòng an tâm đến đây ta thấy là địa chỉ uh, người ta hiện lên địa chỉ internet ha nói rõ hơn về việc đào tạo cái nghề này là VVV ARD Alpha DE xuyệt một cái X Max đó là địa chỉ nếu mà bạn muốn tìm hiểu thêm cái này này kỹ hơn nữa thì em mở cái đường link này nó kỹ hơn nữa trong video này người ta chỉ làm được có là 15 phút thôi cho nên người ta phải tóm thu tóm nó lại nghề đào tạo này kéo dài 3,5 năm phải có bằng phổ thông trung học hoặc là bằng cấp tương đương. Thì bạn nữ này quyết định là chọn cái nghề này. Và bạn... Bạn ấy là tận hưởng cái mong muốn của mình ở trong cái xưởng xe hơi này. Tức là bạn ấy chọn ngày này và bây giờ bạn ấy cảm thấy là bạn mới hài lòng. Và bạn ấy sung sướng là bạn À, được làm việc trong cái xưởng xe hơi này ha bạn sẽ làm bên bộ phận sửa chữa cơ điện xe hơi nó có phần cơ và phần điện ha đó khi bạn nào học thì bác bạn cảm biết rồi ha xe chiếc xe này đã chạy được 30.000 cây số rồi thì theo quy định kỹ thuật của hãng thì nó phải à, đến để kiểm tra lại nhà mình gọi là kiểm tra định kỳ đó, toàn bộ cơ điện theo quy trình kỹ thuật mà hãng đã đề ra. Bạn nói là stress với cái việc này là đối với bạn là không có đâu. Bạn đã được học năm đầu tiên công việc này một cách cơ bản nhất. À, bạn đến kho chuẩn bị nhận những cái phụ tùng mà bạn cần thiết cho cái việc uh, công việc của bạn ha trong cái sự sửa chữa xe người ta có một cái kho ở bên đất này thì xưởng sửa chữa xe nó lớn lắm kho của những xưởng lớn á có những xưởng lớn có những xưởng nhỏ các bạn tùy à nhưng mà bạn được làm trong xưởng lớn thì người ta có luôn cái kho hàng sẵn luôn khỏi cần phải đặt gì nữa vô kho lấy là có ha bạn ấy đã chuẩn bị những cái phụ tùng gì cần thiết để thay thế bạn ấy lên danh sách rồi giờ chỉ tới nhận thôi lọc dầu nhớt ốc vặn xả dầu nhớt bạn nhận biết tất cả những phụ tùng cần thiết ha giờ bạn kiểm tra lại két nước làm lạnh máy thì bạn nói bạn phải kiểm tra cái độ chống đông của nước Uh, làm lạnh máy. Bây giờ bác bạn bấm uh, uh, tạm dừng đi. Mình giải thích ở bên nước nước đây á, uh, cả nước nước nào mà có mùa đông lạnh đó các bạn, không phải như Việt Nam mình. Việt Nam mình là không có âm độ. Thì nước làm lạnh máy uh, ở Việt Nam mình người ta chỉ đổ nước lạnh vô là xong. Còn ở nước này á, uh, khi mùa đông lạnh hoặc là những nước có mùa đông lạnh, nói <laughs> các bạn thì người ta phải pha một cái hóa chất vô để nước khi mà nhiệt độ ngoài trời xuống âm không độ nước nó không bị đóng băng chứ nước mà nó đóng băng thì mình khi mình nổ máy lên thì cái hệ thống làm lạnh nó không chạy được nó không cái dòng nước nó không lưu chuyển được vì nó bị đóng băng rồi thì như vậy khi mình chạy xe thì cái bơm á cái bơm nước cho nước nó chảy nó bơm nhưng mà nước nó không lưu chuyển được thì sẽ phá hỏng cái hệ thống bơm đó thứ nhất thứ hai là nước nó không nó, nó bị đóng băng là nó đặt rồi thì nó không chảy để nó làm lạnh được cái máy thì mình chạy cái máy xe mình nó sẽ bị nóng lên và nhiệt độ nóng lên nó sẽ phá hỏng cái máy có thể cháy máy à, trong lái xe là mình biết rồi ha thì như vậy là ở bên đất này người ta tới mùa đông người ta phải pha một cái chất vô nước để nó chống âm thường là nó chống âm tới 30 độ nước vẫn không đóng băng xe nào cũng phải làm cái đó xe mình cũng phải làm nha đó. thì người ta có cái đầu đo người ta bấm vô người ta pha xong người ta chấn cái đầu đo vô thì nó sẽ hiện lên là âm tới bao nhiêu độ á ở việt nam mình không cần khi nào bạn qua bạn học cái này nó dễ thôi Hai bạn, <laughs> bạn phải kiểm tra cái độ đông của nước ha à, ngoài ra mình cũng nói thêm là bên này mùa đông là người ta phải thay cái vỏ xe mùa đông vỏ xe mùa đông là cái bảng của nó cái gai của nó rộng hơn và cái cao su nó mềm hơn một chút thì khi chạy đường trơn á mình thắng á thì cái độ mềm của nó mới bám đường nha, đường tuyết, đường trơn. Còn vỏ xe mùa hè á thì độ bám nó rất là uh, nó cứng hơn, độ bám nó không tốt. Thì đương nhiên là vỏ cao su nó mềm hơn, gai nó nhiều hơn, rộng hơn thì chạy nó hao xăng hơn, nhưng mà nó an toàn hơn ha. <laughs> Kỹ thuật uh, lái xe bên này mùa đông nó có khác biệt một chút ha. Mùa đông lái xe cũng sợ lắm, khi nào có dịp mình nói các bạn. Bây giờ mình tập trung vào đây bạn tự một mình kiểm tra toàn bộ kỹ thuật của xe có vấn đề gì cần hỏi bạn sẽ hỏi thợ chuyên môn hoặc hỏi thợ cả một mình nhờ đảm nhận được và chịu trách nhiệm được với cái công việc bạn này rất thích Nên là bạn cảm thấy bạn ấy độc lập không phải là cứ hỏi 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 ha mình có nói giải thích với các bạn là trong cái video về lái tàu hỏa ha người ta dạy mình phải độc lập tự mình làm được hết trừ những công việc gì phải làm việc với nhóm như ngành có những ngành phải làm việc với nhóm ha thì mình phải có sự uh, kết hợp mà ngay cả lái tàu hỏa các bạn cũng phải là có sự người ta phải dạy các bạn kỹ thuật là giao tiếp với đồng nghiệp á <laughs> kỹ năng á mình nói tiếp thích nhất là quen biết và sử dụng thành thạo các dụng cụ sửa chữa như một người thợ thực thụ như là nam giới đó <laughs> như là các bạn nữ đã chọn công việc của phái nam tức là bạn này thích chọn công việc của phái nam ha Đó. nam làm được tôi cũng làm được bạn thích về kỹ thuật bạn nói mà đều làm tôi thích nhất thích thú nhất là tôi tham gia và chứng tỏ rằng nữ giới cũng làm được những công việc và làm tốt nữa cơ làm tốt ngang như là ngang với như, như nam giới thì cái đoạn này mà các bạn thấy là hiện lên cái yêu cầu là học ngành này là phải có sự chính xác ha thay nhớt ở đây bạn ấy sẽ uh, có một cái laptop nối thẳng với xe nó sẽ thông báo cho bạn tình trạng kỹ thuật những công việc bạn sẽ làm nhà cách thường thuật lại quy trình đó tức là những cái xe hiện đại là người ta đã thiết kế hết một cái lập trình ở trong xe luôn rồi thì khi vào xưởng sửa, sửa chữa nó nhẹ nhàng lắm Cấm một cái uh, dây rồi gắn nó vào cái laptop thì nó sẽ hiện lên hết những cái quy trình gì cần phải sửa sửa chữa định kỳ ha thì bạn ấy sẽ lên hết những danh sách đó và kiểm tra là những cái nào cái nào đã làm xong làm xong xong bạn nói là computer sẽ hỗ trợ bạn trong công việc khi mà bạn chưa cảm thấy tự tin còn nếu mình đã biết hết rồi mình quen hết rồi thì không cần nữa còn bạn chưa quen biết lắm thì computer nó sẽ hỗ trợ nó sẽ trả lời cho bạn biết là những thông tin bạn cần rồi kiểm tra lại tìm lỗi kỹ thuật, ghi lại, để bạn tự tìm ra lỗi và sửa chữa nó. Thật là thuận tiện. Bạn cười, bạn nói như vậy. Khoảng là một tiếng rưỡi đồng hồ là bạn đã thực hiện xong quy trình kiểm tra định kỳ, bảo dưỡng. Giờ thì chú thợ cả đến xem lại và chú chạy thử. À, anh ấy xem lại dữ kiện trên computer của xe rồi ra soát lại những việc đã làm với quy trình bảo dưỡng tức là bạn ấy đã làm xong nhưng mà cái người tổ trưởng hoặc là người à, thợ cả họ sẽ kiểm tra lại một lần nữa đó nó qua hai người kiểm tra như vậy thì cái độ chính xác độ an toàn sẽ cao như vậy người khách hàng họ yên tâm ha giờ là chúng ta thấy cái nền, cái nền dạng chữ trắng như mọi khi khi chúng ta xem những video học ngày ha là yêu cầu của ngày này yêu cầu cái kỹ năng để bạn có những kỹ năng này thì bạn sẽ học tốt được ngày này ha thứ nhất là bạn phải hiểu biết về kỹ thuật thứ hai là bạn phải khéo tay thứ ba là bạn phải cẩn thận đó. thứ tư là nắm rõ hiểu rõ sự an toàn trong công việc làm những cái ngày này an toàn rất quan trọng bạn cái xe mà bạn nổ máy mà nó trồm lên nó, nó hút vào ai đó hoặc là nó hút... <laughs> làm nó không đúng <laughs> nó gây ra tai nạn thì khổ ha cho nên là người ta nói là phải hiểu cái sự an toàn kỹ thuật nha à, kỹ thuật nó không được lơ là bây giờ chúng ta tiếp theo là dù có laptop hỗ trợ thì à, người học việc vẫn phải sử dụng tay chân vặn ốc <laughs> đúng ha công việc thay má thắng xe tiếng người ngoài bắc gọi là phanh <laughs> trong nam gọi là thắng xe ấy rồi à, như, như là việc thay thắng xe rồi thay phụ tùng là cũng phải dùng cái cơ bắp chứ không phải là computer nó chỉ hỗ trợ thôi còn chỗ gì khác mình phải làm nha chưa có người máy làm dùm mình đâu như vậy bạn mới có cơ hội qua học ha chỉ có người máy rồi khỏi học luôn <laughs> việc thay kính xe đây chúng ta thấy bây giờ là cái việc thay kính xe trước nè một cái xe, kính xe nó bị cái kiến đó, nó bị rạn nứt rồi thì người ta phải vẫn phải dùng thủ công ha việc này cũng có trong chương trình đào tạo nghĩa là phải đào tạo hết ha chứ không phải là sửa về máy không sửa cả kính xe. Và lúc này là những kỹ năng làm việc nhóm lúc này chúng ta thấy là đòi hỏi kỹ năng làm việc nhóm đó cùng với một người uh, thợ có kinh nghiệm, bạn học viên được hướng dẫn khi mà gỡ cái cao su đệm, uh, cao su đệm cái kính á phải cẩn thận không để mà cái xe nó bị trầy xước ha mình gỡ mà cái tay mình lỡ làm trầy cái xe một chút thôi người đức kỹ nha xe họ vừa xưởng mà sửa xước một cái xe là phải sơn lại toàn bộ và phải thay lại cái như hạn xước cái cửa xe hơi của họ phải sơn lại cực lắm các bạn sơn cùng màu hoặc là mà nó không có nữa là họ không thích nha Đấy. cưng xe lắm à mấy bạn nào chơi xe đổ xe ở việt nam mấy bạn biết rồi đó mà làm trầy xước xe tôi một vết xước thôi nó mất giá trị của xe là tôi không có chịu đâu á tôi bắt đền á cho nên là phải thật là cẩn thận khi mà thay kính xe làm cái gì cũng vậy không phải thiên thay kính xe thật cẩn thận đừng có làm nó trầy xước cái xe của người ta là bị bắt đền á thì họ dùng cái dụng cụ chuyên dụng để mà làm cái công việc này ha bây giờ chúng ta đổi qua một nơi khác đây là một xưởng sửa chữa xe tự do. Đây hồi nãy bạn kia là học trong những xưởng uh, xe hơi mà sửa là uh, sửa cho chẳng hạn xưởng cho hãng Toyota những cái xe uh, có thương hiệu đó. Thì họ sẽ có những hãng sửa chữa chuyên về cái thương hiệu đó thôi, chẳng hạn là Toyota, Mercedes, uh, BMW mình thích BMW nhất các bạn, dáng nó đẹp chứ dáng này Mercedes bệ vệ già nua xấu dán BMW thể thao đẹp lắm mình thích BMW nhất thì uh, uh, những hãng xe đó họ sẽ có cái xưởng uh, sửa chữa riêng cho nên là nó sửa chữa chuyên nghiệp còn có những uh, ở bên đức này á, khi bạn cũng dạy bạn học xong mà bạn rành hết rồi bạn có thể ra tự mình một uh, việt nam mình nói là mở ra là xe hơi đó thì đây là nơi uh, một ga xe hơi ra xe hơi nha họ sửa tất cả các loại nha có lần mình cũng vào mà thường là uh, những xe cũ cũ trên xe mình thì vào sửa tất cả các loại còn bị gì vào mà uh, hãng của nó thì nó mắc nó sửa mát hơn còn những cái nơi mà sửa tất cả các loại họ sửa rẻ hơn Đấy. hãng nó có quy trình của nó rồi làm cái gì phải đúng theo cái quy trình của nó còn những cái này á những cái mà gara xe tự do này họ không cần sửa theo quy trình, họ sửa là nó an toàn và chạy được là xong. còn cái kia là phải theo quy trình để hãng nó giữ danh tiếng ha. cho nên là tùy tùy bạn nào chơi xe thì sẽ vào hãng, còn à, cần xe để chạy thôi thì đi mấy ông rẻ rẻ ở ngoài. ha thì ở đây là cái ông để rẻ đây nè. đây là một xưởng sửa chữa xe tự do. họ sửa tất cả các loại xe. Thở cả nói là học viên à, học viên công việc à, học việc là công việc là phải thay dầu nè à, thay báo động xe nè à, thắng xe nè kiểm tra bình ác quy nè à, dùng một cái dây cáp là bạn nữ này nói cái à, mạng của xe và uh, computer của xưởng, máy tính của xe sẽ báo lỗi. Bạn Xiamin này á, là vừa lấy bằng đào tạo nghề sửa xe xong, bạn bạn biết bệnh của xe. Dù có vi tính thì bạn vẫn phải sử dụng chân tay, vậy là ờ uh. là cái cái hỏng hóc của cái xe này á là cái hỏng hóc về điện bạn ấy đã được kiểm tra thay thế và uh, cái 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 xe lại hoạt động tốt bình thường trở lại các bạn và cái là tức là bạn này kiểm tra lại cái máy mà nó báo lùi đó hồi nãy mình nói trước là mình lộn á là khi mà các bạn biết rồi ở Việt Nam có ha mình lùi xe thì nếu mà bạn nào thích độ xe đó thì gắn một cái máy báo lùi vào nếu có chứa ngoại vật ở phía sau á thì cái máy nó sẽ báo ha đấy là nó tích 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 là mình phải thắng lại nha nghĩa là sắp sửa chạm vào đó thì cái cái lùi của máy xe của xe này đó, nó có vấn đề thì bạn ấy đã kiểm tra lại và bạn ấy đã thay và bây giờ nó uh, quét mã vạch <laughs> nó phóng tia điện nó báo lùi là tốt ha tiếp theo là một chiếc xe đậu lâu ngày ít sử dụng ít chạy nha tất cả dầu nhớt bạn này phải thay mới hết ít chạy quá bây giờ người ta lại sử dụng lại thì phải thay mới hết cho nó an toàn ha giờ bạn này điều chỉnh buggy không có hỗ trợ của computer lâu quá rồi phải kiểm tra lại để chạy phải uh, kiểm tra lại buggy coi nó có tốt không thợ cả nói là đào tạo phải có cái phần này nữa chứ không phải là chỉ chăm bỏ vào computer không nghĩa là các bạn trẻ không phải chỉ có mà nghĩ tới là dặn ốc thôi mà phải học về lý thuyết nữa về điện và về cơ Đấy, ý ông thợ cả nói là nó kiểm tra bugi cũng phải biết về lý thuyết của điện và cơ thì mới là kiểm tra nó được kiểm tra xong rồi mới coi điện nó phát ra không có Uh, phóng điện tốt không ha ý phải cả nói nha không chỉ học uh, về trên computer không mà phải học về tay chân rồi học về lý thuyết nữa là học đầy đủ nội dung đào tạo nè bây giờ cái quan trọng là bây giờ cái này các bạn cần cần lắm đây nè là cái phần vàng uh, chữ trắng đó ha Tức là người ta sẽ dạy các bạn là xác định nguyên nhân hỏng hóc và biết cách sửa chữa xe đó cái này là các bạn uh, À, nhất là các bạn nam ha các bạn nào mà đi về ngày này là các bạn muốn mình là một ông bác sĩ nha cái xe đưa vô là mở máy lên hoặc là kiểm tra nó biết nó bệnh chỗ nào nha và thuốc sẽ dùng thuốc gì ha có cần dùng kháng sinh không hay là trị thuốc xoàn thôi nha Đấy, bạn là bác sĩ sửa xe chiếc xe đem vô là phải khám và biết nó bệnh gì và phải biết cách chữa nó sửa nó thứ nhất là người ta sẽ dạy mình như vậy à, suốt 3 năm rưỡi học biết hết ha giỏi đó. học cái này các bạn nam giới học cái này mà nữ giới cũng ngon luôn ha thứ hai là đọc dữ liệu và đánh giá dữ liệu thứ ba là lắp đặt máy xe Đây, bạn phải biết lắp đặt cái máy xe Thì cái gì đụng tới xe phải biết làm hết ha thứ tư là lắp đặt các bộ phận của xe đó đó là những nội dung mà họ sẽ đào tạo cho các bạn không có thấy phần Sơn ha Tức là Sơn Sơn sửa xe chắc là người ta có một cái chương trình khác không có thấy nó là sơn xe Bây giờ chúng ta sẽ sang một cái mà thế giới đang chuyển đổi đó là kỹ thuật tính cao của xe hơi đó là uh, kỹ thuật xe điện nha các bạn thế giới sẽ dần dần thay thế tới năm 2030 là Nước Đức muốn thay thế là toàn bộ sẽ chạy bằng xe điện, không chạy bằng xe xăng dầu nữa, làm ô nhiễm môi trường. Có một đoạn họ nói mình không rõ lắm là ở phút, phút thứ 9, 9 phút 45 giây mình bỏ qua, bị thời gian mình cũng có ha. Các bạn mình thấy nó cũng không quan trọng lắm. Bây giờ chúng ta vào cái vấn đề là những học viên này đang được học về kỹ thuật của xe điện mình nói qua luôn xe điện hiện tại nó chưa phát triển là cái vấn đề là nạp điện quá lâu thứ hai là nó chạy không được xa chạy chừng 300 trăm cây số phải nạp điện nữa đó mà nạp thì phải mất là 10 đến 12 tiếng hoặc nhanh nhất là năm sáu tiếng cho nên là xe điện và giá thành nó quá cao cho nên xe điện hiện tại người ta vẫn đang ráo riết để mà uh, phát triển nó để thay thế được uh, xe xăng ha. phải khắc khắc phục được hai cái vấn đề đó đó thì các bạn này đang được học về xe điện kỹ thuật cao à. Kỹ sư cơ điện đang giải thích cho các bạn là uh, kỹ thuật của động cơ điện, hoạt động của động cơ điện. Thì các bạn này thấy nó thú vị hơn bao giờ hết. Đó. Hơn cả là vặn ốc hoặc là nghĩ bạn ta nói là vặn ốc mà lắp ráp chưa có đủ đâu. Phải hiểu về kỹ thuật cơ điện ha, để cái xe điện nó vận hành đặc biệt khi thay một cái máy xe, bây giờ tính ta sang cái phần khác ha, đặc biệt khi thay một cái máy xe là cả người thợ lâu năm kinh nghiệm cũng khó khăn lắm. khi mà à, để tìm ra cái nguyên nhân tại sao mà xe nó bị chảy dầu, bây giờ các bạn bấm tạm dừng ha ở bên Đức này người ta bảo vệ môi trường rất là à, kỹ nha bạn. Nếu xe bạn đậu mà nó bị chảy dầu nhớt xuống dưới đường thì ngày hôm sau người ta phát hiện người ta sẽ gửi giấy Thứ nhất là phạt bạn, thứ hai người ta cho bạn trong thời gian bao lâu đó Phải khắc phục sự cố này bởi dầu nhớt khi nó nhiễu xuống đường Thì sẽ là làm ô nhiễm môi trường đó. Rồi mình nói tiếp nè à, Để thợ lâu năm cũng phải khó khăn lắm mới tìm hiểu được cái nguyên do tại sao xe bị chảy dầu ha có thể là một vết xước trong cổ máy cái việc này rất ít khi xảy ra ha cho nên bây giờ họ quyết định họ tháo nguyên cái máy xe ra là họ đưa đi kiểm tra đó <laughs> có chuyện chảy dầu thôi mà tháo nguyên máy xe ra mình nghĩ là người việt mình nó tinh tế ha. người việt mình, mình những cái vụ này không cần tháo máy nha tôi dòm tôi ngó tôi nổ máy nè. là tôi biết nha mấy ông thợ Việt Nam mình hay hơn nhiều nha mấy ông thợ Đức này nhiều khi là máy móc quá các bạn mình thấy là nói như vậy ha chứ mà mình về Việt Nam mà xe gắn máy mình hư vô mấy ông thợ mấy ông, thợ, mấy ông giỏi lắm đấy à, người ta tháo cái máy xe ra à. giờ là sau 2 giờ giật lộn á bạn học nghề này á mà với lại người thợ đó mới được mới là tháo được cái máy xe ra phải suốt 2 tiếng đồng hồ bây giờ người ta nói là khó khăn của ngành cái ngành này á, là phải chịu cực nhọc cực chịu vất vả đó theo ngành này phải chấp nhận điều đó thứ hai là dơ bẩn à, tiếp xúc dầu nhớ tiếp xúc xe những cái xe nó cũ á, dơ bẩn rồi sang tiếp là Ai muốn theo đuổi cái ngành này á, sau khóa đào tạo nghề á, có thể học lên là thợ chuyên nghiệp hoặc là thợ cả, hoặc là chuyên viên đó sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ về chuyên môn trong một xưởng sửa xe. Bạn này đã đã làm như vậy và sau khi tốt nghiệp, bạn đến làm việc cho một hãng sản xuất xe hơi, mà không đến làm việc cho hãng sản xuất xe hơi mà làm cho một salon bán xe, à, hãng ô ở thành phố Aspark sau khi tốt nghiệp thợ cả thì bạn uh, này đã đến nó làm ha bạn có thể học lên chuyên viên kỹ thuật cao cấp và giờ làm văn phòng còn chúng ta thấy còn các anh áo trắng sau khi tốt nghiệp cơ điện đã chọn nghề phục vụ bán xe hơi đó chúng ta thấy là học ngành xe hơi ra không chỉ chúng ta làm thợ sửa chữa mà chúng ta có thể phục vụ trong những cái hãng bán xe hơi tại chúng ta hiểu về kỹ thuật ha chúng ta sẽ tư vấn khách hàng nha. Có nhiều, nó là ý người ta nói là học ra rồi, có bằng rồi, bạn có nhiều cơ hội lắm, công việc lắm, cơ hội tìm việc lắm. Nghĩa là anh này có thể tư vấn khách hàng về kỹ thuật xe. Bây giờ chúng ta thấy phần vòng màu trắng á thì người ta nói là nghề nghiệp sau khi đào tạo xong á có bạn là bạn các bạn sẽ có cơ hội nghề gì thứ nhất là các bạn làm thợ cả thứ hai là các bạn làm tư vấn chẳng hạn như là tư vấn uh, làm trong xe hơi salon bán xe ha tư vấn khách hàng thứ ba các bạn có thể là uh, làm quản trị viên kinh doanh cho một hãng xe hoặc là nhà kinh tế kinh doanh uh, về xe hơi ngon lành ha cái này uh, phải học giỏi lắm nha thứ tư là bạn sẽ học lên đại học nếu bạn muốn đó, ví dụ như học nghiên cứu về cơ điện kỹ thuật xe giống như hiện tại người ta đang phát triển xe điện đó các bạn học lên đại học có bằng đại học rồi á sẽ học được đó ở những những nơi kiểm tra định kỳ à, nếu như nhà mình gọi là kiểm định á thì cái chú này sau khi học xong bằng thợ cả chú đã lấy chứng chỉ nâng cao tay nghề và chú bây giờ chú làm à, cái ở chỗ à, cái sửa sửa chữa xe định kỳ bên này gọi là kiểm định xe đó ha đó đó là ý người ta nói cái phần này người ta nói là sau khi học xong có những người họ không làm thợ sửa xe mà họ sẽ đi vào những cái công việc cũng liên quan tới xe hơi nhưng mà đòi hỏi phải có cái bằng là hiểu biết và sửa chữa được xe hơi đó thì mới vào những lại ha cái phần này là người ta nói như vậy hoặc là có những người họ sẽ làm uh, kinh doanh uh, ở đây người ta nói là những người này họ làm về khám định xe định kỳ ha nhưng bạn có thể như mình nói á bạn có thể là à, làm một cái xe sửa chữa di động đó bạn chạy trên đường cao tốc đó bạn sửa chữa nha bạn cũng làm được cái đó ha cái đó là tự mình cũng nhanh mình mở là tự mình cũng nhanh luôn là cái phần sau này người ta như nói vậy thôi nói là người ta nói là cái cơ hội nghề nghiệp á khi các bạn mà học xong đó, ra nghề có rất nhiều uh, cái cơ hội có nhiều cánh cửa cho các bạn để các bạn lựa chọn ha nhưng mà như mình nói học thật là giỏi đi cái nghề này là tương lai phát triển lắm việt nam mình cũng phát triển lắm sau này các bạn muốn về việt nam thì các bạn đã được đào tạo bên này rồi có các bạn bên này rồi mà nếu eu các hãng xe của đức mà đầu tư về việt nam thì các bạn đăng ký về họ sẽ đưa bạn về bạn được đào tạo bên này bạn có bằng bên này thì các hãng xe của Đức khi họ chắc chắn là họ sẽ mở ở Việt Nam thôi mức độ như thế nào là tùy theo vào cái thị trường ở Việt Nam nhưng mà họ sẽ mở thôi vì Việt Nam cũng 80 triệu dân à, Việt Nam 100 triệu dân Đức có 80 triệu dân mà ngành uh, xe hơi của Đức phát triển như vậy ha Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình hẹn các bạn video sau bây giờ là giờ học đã chấm dứt rồi cho nên là mình phải rời khỏi uh, bụng giảng đây cảm ơn các bạn